Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại đường Điện Biên Phủ, nút giao nhau giữa Lê Độ và Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương. Lúc 20 giờ 20 phút, thực hiện rất tốt chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Không một bóng người di chuyển trên đường, chỉ có những người có việc cần thiết mới ra đường. Thành phố mau sớm trở lại như xưa.